các lực lượng ứng phó đầu tiên của Đài Loan ngày 20 tháng 4 thực tập các tình huống khẩn cấp sau một cuộc mô phỏng về việc Trung Quốc tấn công đảo Nangang của Đài Loan, một phần của quần đảo Mã Tổ, vài tuần sau khi Bắc Kinh kết thúc các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan. Hàng loạt cuộc tập trận hàng năm được lên kế hoạch trước, giúp nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với thiên tai và các trường hợp khẩn cấp khác, đã được Đài Loan sửa đổi để bao gồm các yếu tố chiến tranh sau cuộc chiến ở Ukraine và cảm giác bị đe dọa ngày càng cao từ láng giềng Trung Quốc. Các vụ nổ giả có thể được nhìn thấy tại một nhà máy điện địa phương, nhà máy duy nhất trong quần đảo, nằm cách bờ biển phía nam Trung Quốc chỉ vài km, và những người ứng cứu khẩn cấp đưa các nạn nhân với những vết thương giả đến nơi an toàn. Trung Quốc hôm 10 tháng 4 đã kết thúc 3 ngày tập trận xung quanh Đài Loan để đáp lại cuộc gặp vào tuần trước tại Los Angeles giữa Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy. Trong cuộc tập trận bao vây, Trung Quốc đã mô phỏng các cuộc tấn công chính xác và phong tỏa Đài Loan, điều động hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk ngày 20 tháng 4 phóng thành công tàu vũ trụ Starship thế hệ tiếp nối trên tên lửa đẩy Super Heavy. Chuyến bay thử nghiệm không người lái kết thúc sau vài phút khi tàu bất ngờ phát nổ giữa không trung. Con tàu 2 tầng, cao hơn tượng nữ thần tự do ở độ cao 120m, được phóng đi từ sân bay vũ trụ Starbase của công ty ở phía đông Brownsville, Texas, trong chuyến bay vào vũ trụ mà SpaceX hy vọng đạt được 90 phút. Webcast trực tiếp của SpaceX về quá trình cất cánh cho thấy con tàu bay lên từ tháp phóng khi các động cơ Raptor của tên lửa đẩy Super Heavy gầm lên, phóng ra một quả cầu lửa và những đám mây hơi nước cuồn cuộn. Nhưng chưa đầy 4 phút bay, Starship không thể tách rời ra khỏi tên lửa đẩy Super Heavy như dự kiến và con tàu được nhìn thấy lật úp trước khi phát nổ. Con tàu vũ trụ đã đến cao độ tối đa gần 32 km trước khi phát nổ. Tuy nhiên, các quan chức của SpaceX trong webcast đã cổ vũ kỳ tích lần đầu tiên đưa được Starship kết hợp đầy đủ với tên lửa đẩy bay lên khỏi mặt đất bằng một vụ phóng mà nếu không xảy ra sự cố thì dường như là hoàn hảo. Họ tuyên bố cuộc hành trình ngắn ngủi đó là một chuyến bay thử nghiệm thành công. Ông John Insprecher, kỹ sư kết hợp chính của SpaceX, là một trong những nhà bình luận trên webcast cho biết chuyến bay thử nghiệm này sẽ cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng, mở đường cho công ty tiến hành các thử nghiệm bổ sung. Ông Musk, người sáng lập và là tổng giám đốc SpaceX, cho biết trên Twitter rằng lần phóng thử nghiệm Starship tiếp theo sẽ diễn ra trong vài tháng nữa. Đăng trên Twitter, ông Musk viết: "Chúc mừng đội ngũ SpaceX về một lần phóng thử Starship thú vị, rút ra nhiều kinh nghiệm cho lần phóng thử tiếp theo sau vài tháng nữa." Ông Musk, người đã mua Twitter vào năm ngoái với giá 44 tỷ đô la, cũng là CEO của công ty sản xuất ô tô điện Tesla. But to get this far, honestly, is amazing. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20 tháng 4 chào đón người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg tại Kiev, thúc giục đã đến lúc Liên minh quân sự NATO cấp cho Ukraine quy chế thành viên và rằng Kiev cần thêm vũ khí để chống lại Nga. Chuyến thăm của Tổng thư ký NATO có thể sẽ khiến Điện Kremlin khó chịu. Nga trước đây từng nói một trong những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt của họ ở Ukraine là ngăn cản nữ Ukraine gia nhập NATO, khối mà Moscow coi là thù địch. NATO đã hỗ trợ Ukraine trong suốt cuộc chiến qua việc các quốc gia thành viên NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng ông Zelensky nói rằng cần nhiều hơn nữa. Ông nhấn mạnh mọi sự chậm trễ trong việc nhận thêm vũ khí đều gây ra chết chóc ở Ukraine. Ông Stoltenberg nói, vị trí đúng đắn của Ukraine là trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và tư cách thành viên, cũng như đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ được ưu tiên trong chương trình nghị sự của Thượng đỉnh NATO tháng 7 năm nay. Chuyến thăm của ông Stoltenberg tới Kiev diễn ra vào một thời điểm quan trọng trong cuộc xâm lược kéo dài gần 14 tháng của Nga, vốn đã giết chết hàng ngàn người, khiến hàng triệu dân di tản, phá hủy các thành phố và tàn phá nền kinh tế Ukraine. Năm 2022 là năm nóng thứ 5 được ghi nhận trên toàn cầu, trong khi hiện tượng thời tiết El Niño dự kiến quay trở lại có thể khiến nhiệt độ tăng cao hơn trong năm nay. Theo các nhà khoa học thuộc Cơ quan Theo dõi Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU cho biết trong phúc trình công bố ngày 20 tháng 4, châu Âu có mùa hè nóng kỷ lục vào năm ngoái, trong khi mưa nhiều do biến đổi khí hậu gây ra lũ lụt thảm khốc ở Pakistan vào tháng 2 năm nay, mức băng ở biển ở Nam Cực xuống mức thấp kỷ lục.
Ở một số quốc gia châu Âu, năm 2022 chứng kiến lượng khí thải carbon cao nhất từ các vụ cháy rừng hoành hành trong thời gian dài hơn mức trung bình, bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn, theo lời bà Samantha Burgess của Copernicus cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Biến đổi khí hậu không phải là vấn đề của tương lai, mà là vấn đề hiện tại, hoặc thách thức hiện tại mà tất cả chúng ta cần phải thích nghi và chung sống. Các mô hình khí hậu cho thấy rằng, sau 3 năm trải qua mẫu thời tiết La Niña ở Thái Bình Dương, vốn thường giảm nhẹ nhiệt độ toàn cầu, thì thế giới sẽ thấy sự quay trở lại của hiện tượng tăng nhiệt El Niño vào cuối năm nay. Trong El Niño, gió thổi về phía Tây dọc theo đường xích đạo chậm lại và nước ấm bị đẩy về phía Đông, tạo ra nhiệt độ bề mặt đại dương ấm hơn. Dù là Copernicus chưa sẵn sàng loan báo El Niño sẽ chắc chắn quay trở lại, nhưng bà Burgess cảnh báo hiện tượng này sẽ đi kèm với khả năng nhiệt độ cao hơn. Copernicus cho biết, nhiệt độ trung bình toàn cầu của thế giới hiện cao hơn 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Bất chấp những dự báo rằng thế giới có thể chạm mức 1,5 độ C, ngưỡng được quy định trong thỏa thuận khí hậu Paris vào đầu những năm 2030, bà Burgess nói bà vẫn lạc quan. Mỗi phần nhỏ của một độ đều quan trọng, vì vậy những lựa chọn mà mọi người quyết định là vô cùng quan trọng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 20 tháng 4 chính thức khai trương Trung tâm Công nghệ Vaccine mRNA của WHO tại Cape Town, một cơ sở được thành lập trong đại dịch COVID để giúp các nước nghèo đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với thuốc men cứu người. Vào năm 2021, WHO đã chọn công ty công nghệ sinh học African Biologics của Nam Phi và nhà sản xuất vaccine địa phương BioVac trong một dự án thí điểm nhằm cung cấp cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, bí quyết và giấy phép sản xuất vaccine COVID. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa lúc đó ca ngợi việc này là một bước đi lịch sử. African Biologics đã sử dụng trình tự vaccine mRNA có sẵn công khai của công ty Moderna để tạo ra phiên bản vaccine của riêng mình, gọi là AfriVac 2121, ở quy mô phòng thí nghiệm và hiện đang mở rộng sản xuất. Dữ liệu tiền lâm sàng rất hứa hẹn để chứng minh rằng những gì chúng tôi tạo ra ở đây là đáng tin cậy và sẽ là nền tảng để sản xuất vaccine mRNA. Vaccine ứng viên này sẽ được thử nghiệm trên người vào đầu năm 2024, là vaccine đầu tiên được tạo ra dựa trên vaccine dùng rộng rãi mà không cần sự hỗ trợ và chấp thuận của công ty phát triển. Đây cũng là vaccine mRNA đầu tiên được thiết kế, phát triển và sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm trên lục địa châu Phi. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, tôi đang ở đây tại Cape Town cùng với các đối tác của chúng tôi để hỗ trợ một mô hình bền vững cho việc chuyển giao công nghệ mRNA nhằm giúp các nước có thu nhập thấp và trung bình tiếp cận bình đẳng với vaccine và các sản phẩm y tế cứu người khác. Trung tâm này quyết định tự mình theo đuổi vaccine sau khi các công ty dược phẩm toàn cầu, bao gồm cả Moderna và Pfizer, từ chối cung cấp bí quyết kỹ thuật để nhân bản vaccine của họ, chủ yếu với quan ngại về sở hữu trí tuệ. Chuyến thăm của ông Tedros và các quan chức y tế cấp cao trong 5 ngày sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về tính bền vững của chương trình, khoa học về công nghệ mRNA và khả năng sử dụng nó để chống lại các bệnh khác như HIV và bệnh lao, ảnh hưởng đến các nước nghèo. WHO cho biết 69,7% dân số toàn cầu đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID tính đến tháng 3 năm nay, nhưng con số đó vẫn dưới 30% ở các nước có thu nhập thấp.